ប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលសម្បូរទៅដោយសម្បត្តិវប្បធម៌ជាច្រើននិងត្រូវទទួលស្គាល់និងដឹងឮស្ទើរគ្រប់ប្រទេសនៅទូទាំងសកលលោកហើយសម្បត្តិវប្បធម៌មួយចំនួនក៏ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកផងដែរជាមួយគ្នានេះសំណង់អគារចាស់បុរាណមានអាយុកាលរាប់រយឆ្នាំបន្សល់ទុកនៅរឿងរ៉ាវអាថ៌កំបាំងជាច្រើនសម្រាប់ជាប្រយោជន៍កូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយសិក្សាចងក្រងជាឯកសារប្រើប្រាស់នា
Vẫn tại, nẹ mùi chùm nún có một bạn đăng tê thá, nơi có mùi chi rịch thân đi Phnom Penh có miền xâm nọng ở kia chá bộ rán, đại miền ả dụ tuần rồi chân nắm tăng nơi nụ đài. Thưa đầm ná cho lòng spin chí rôi chung quá, tạm phá chết lệch bà mùi át, châm ngài bà màn chương đắp km vì vọt Phnom, dương tự đo cầm phung chùm lòng bà liếp nơi có đách, hào cho lòng sở láng làng tới có đách, chi dương chùm ní bọt chuyên bà màn 2 km, nâng đo vọt mùi đại kê 2 tháng vọt cả bà có, rư vọt xa mạc kì cả bà có, chi vọt chùm ná mùi sát nơi sân kẹt có đách khăn chí rôi chung quá, rì thân ít Phnom Penh. Đàm lối, vọt xa mạc kì cơ bà có thật nơi phùm cơ bà có không có đách sọc mô cầm bùl khát cảnh đá miễn chùm ngay đập răm km bì rì thân ít Phnom Penh. Chia xâm nông ạ kia chá trụt trốm bài mục rộc bà vi hìa chá đài sàng sàng láng khăn nông xa mây ả nà nì cung bà răng miễn ả dụ ca chất mùi sát vọt hai nốt cứ ạ đất ạ kia xa lá bà lấy vọt cơ bà có. Lúc ta ạ cha bà chăm vọt xa mạc kì cơ bà có chmô xô hóm rùm lạc thá đàm lối ạ kia ní cư chì cốt bà xong cung nữ nâng hai tha xa là hào trái xâm rạp đồng cơl bê tệ cập hoán nâng xịp hớ bột đi ca. Vì ở đây tạm mô rung đau lên nè, chìa đồng bồn cạt máu bán, chìa rung đau nè lại thế hai cô. Vì chìa chôn xong bà rau chìa chôn bán nôm như khăn nạc này, bà rong chàng bà xong chìa bà cháy ạ tì ca nâng. Còn đặc nôm bà chìa nửa rì áo thử bọn thử cơ sót có sang chìa bà bà hiền nâng láng hai có sang. Còn nó mối tiết hai tha xa là hào trái. Xâm rạp đồng con nữ bây tệ cả phoàn phóng xâm rạp đồng con nữ xếp hơi chì bột đặc ca rồi bọc ra xa mà xa một phóng hai tha hào trái nâng. Mà hơi bắn to mà tiết đòi sân khai bắt lấy đòn mò chùm non Pol Pot. Đòi chùm non Pol Pot nâng bây chìa chôn trời kì chùn liêu ở hai trư. Miền cầm lương bánh phong bị bệnh liệu em mò chẳng bà nai khối cốt. Cái trái ảnh đá này là linh, mà ảnh miền xóa lấy tích còn nóng với. Hồi đòi tờ lọc mà vinh, kê vô cả lấy nóng xâm rạp. Hồi đại chìa mình tì khô xa nạ ca, mà sai bị ảnh dạ thó. Rồi bỏ xâm đại hôn xa nóng, mà nóng cây ca có sáng đặc nguồn bà chìa chôn ấy. Có sáng rụng đọc bà tìa chìa nóng chìa đám, bà miền mê cổ kháng đâm mỗi kháng chú ý, mỗi cực tật kháng chư, mỗi kháng chư. Khăn thức bố ngồi, đảm bây sọp xài, cái rô là thay. Lúc sau hóa màn tỏ tha, tì tăng ạ kìa hào trái, miên bà vọt chú chọt chán nê châm non Pol Pot, chìa bì xe ca dọc mà nụ mọc xu châm lói, nâng xâm lập tiền chát tiền khám hình. Thái khăn ông xà la hào trái nâng, bì châm non Pol Pot nâng kết đặc, bà bây xà nằm bầm bây khai nâng kết đặc cả lại nâng, xâm lập xu châm lói. Mà xua chùm lời rộp nẹ tục in chăng nẹ chọc vẹn con không vô tình nia ca rút vật ca thôi thì hiền thôi ấy nâng. Mà thì xua chùm lời không nâng hai miền ca xùm lắm. Không mê ngô miền chạc của miền nâng nâng. Hai bè bè hiền chăng ai miền ca mà xua chùm lời cả lại nâng đá xùm lắm. Tăng mà nụ sợi của miền mà nụ bà rộng của miền. Không mê ngô miền chạc của miền hai xà lắm nâng mần ó. Thì vô thì xà lắm các bạn chứ rối đòi đại cần nâu bì mộc. Bạn từ qua chối nó bay từ lại tập trò rồi. Rung lực đối khí đáy, lúc màu lìm ảy dụ chất sập chân ám, chìa bà thiên kênh ạ kàm mà thị ca vọt xa mạc kì kà bà có bà rạp thá. Xa mây Pol Pot kì dọc mà nụ mọc xâm lập nơi tì ní, hòi miền ca bồng biến lưu sạch trách phong đài. Bà nơi tì ní ư xa mây Pol Pot nè sầm lấp cái mô sầm lấp này nè ba sầm lấp này nè hói cả lại ní cứ vì môn sầm lấp nó cứ sụp sạt tay nó cứ do mà thôi cả đã bằng biến thời phê này thì ní cái rau mốc ban bây giờ ta sầm lấp được một bọt cứ sạt đồn thắm mỏ ba nơi mỏ tà lì ba chẳng tì tăng ní chưa tì tăng môi để thưa bệnh dây rúm thưa chi ba hỏi tì tăng ní chưa mình tí không khen đại bản đo son.
ព្រះដេចព្រះគុណហ៊ុនហនគង់ក្នុងវត្តសាមគ្គីក្បាលកោះដែលព្រះអង្គក៏ជានិស្សិតស្ថាបត្យកម្មនិងនគររូបនីយកម្មនៅសាកលវិទ្យាល័យណូតុនហើយក៏បានសិក្សាអំពីអគារនេះសរសេរសារណៈបញ្ចប់ឋានៈបរិញ្ញាបត្រមានសន្និការថា ប្រវត្តិអគារនេះចាប់ផ្ដើមសាងសង់ឡើងនៅឆ្នាំ1906ដោយព្រះចៅអធិការខឹមដិនសម្រាប់ដាក់តម្កល់ព្រះត្រៃបិដកនិងសម្ភារៈផ្សេងៗប្រើប្រាស់ក្នុងវត្តនិងសម្រាប់ព្រះចៅអធិការគង់នៅផងដែរចំពោះអគារនេះគឺកសាងឡើងតាមរចនាបថសម័យបារាំងដោយសារតែប្រទេសយើងនៅក្រមអាណានិគមនិយមបារាំងអញ្ចឹងសំណង់ស្ថាបត្យកម្មផ្សេងៗដែលនៅលើទឹកដីកម្ពុជាយើងគឺតាក់ទងទៅនឹងរចនាបថបែប បារាំងក៏ដូចជារចនាបថខ្មែរបុរាណយើងលីតាក់ទងទៅនឹងអាគារនឹងនោះដែរថាគេសម្បែរព្រះវិហារក៏អញ្ចឹងដែរព្រះវិហារតាក់ទងទៅនឹងព្រះវិហារគឺរចនាបថខ្មែរបុរាណព្រះដេចគុណហ៊ុនហនបានបញ្ជាក់ថាអាគារដែលបន្សល់ទុកពីសម័យបារាំងប្រជាពលរដ្ឋយុវជនក៏បីសិក្សាស្វែងយល់អំពីអាគារមួយនេះឲ្យបានច្បាស់លាស់ ហើយកន្លងមកមានសិស្សនិស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យណូតុនផ្នែកស្ថាបត្យកម្មបានចុះទៅសិក្សាពីសំណង់អាគារនេះជាហោហែមកដែរមានន័យថារបស់បុរាណយើងមិនងាយនឹងបានស្គាល់និងបានដឹងទេដោយសារតែយើងធ្វើមកសុទ្ធតែមានហេតុហើយនឹងផលហើយចំពោះសំណង់ស្ថាបត្យកម្មហ្នឹងចំពោះសាកលវិទ្យាល័យណូតុន ដែលគាត់បានចុះទៅសិក្សានិស្សិតផ្សេងៗដែលគាត់បានធ្លាប់ចុះទៅសិក្សាអញ្ចឹងគាត់អាចនឹងស្វែងយល់ដឹងពីផ្នែកស្ថាបត្យកម្មរបស់អគារនឹងច្រើនដោយសារតែទីមួយអគារនេះបើយើងគិតមកដល់បច្ចុប្បន្នវាមានវ័យចំណាស់ប៉ុន្តែវារក្សានៅទម្រង់ដើមជាង50%ចុះវាមិនទាន់បែកបាក់អស់ណា ហើយក្រៅពីហ្នឹងគឺវាបានបែកបាក់ហើយដោយសារតែទីមួយខ្វះការយល់ដឹងពីប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់រស់នៅជុំវិញតំបន់ហ្នឹងគាត់យកគោទៅចងក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយប៉ះពាល់ដល់គ្រឹះអាគារក៏ដូចជាកន្លែងដែលនៅជុំវិញអាគារហ្នឹងវាធ្វើឲ្យខូចខាតអញ្ចឹងទៅវាបាត់សុពលភាពខាងក្នុង ក៏ដូចជាប៉ះពាល់អសុពលភាពខាងក្រៅនឹងធ្វើឲ្យវាបាត់បង់ទម្រង់ដើមលែងមើលទៅលែងគេហៅថាលែងស្អាតហ្នឹងហើយលោករងរះជានិស្សិតឆ្នាំទី4ផ្នែកស្ថាបត្យកម្មនិងនគររូបនីយវិទ្យានៅសាកលវិទ្យាល័យណូតុនបានទៅសិក្សាអគារនេះដែរដើម្បីសរសេរសារណាបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររយៈពេលជាង2ខែមកហើយនោះយល់ឃើញថាអគារនេះមានសភាពចាស់ទ្រុឌទ្រោមខ្លាំងដោយសារអាយុកាលយូរ គេនេះបើគិតទៅក្នុងអាយុកាលវាគឺវាស្ថិតនៅក្នុងសម័យគ្រប់គ្រងរបស់អាណានិគមនិយមបារាំងអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យអាគារនឹងដែលអ្នកកសាងគឺមានកំណត់ច្នៃប្រឌិតមួយគឺបញ្ចូលរវាងស្ថាបត្យកម្មខ្មែរនិងស្ថាបត្យកម្មអាណានិគមនិយមបារាំងយើងអាចមានគោលគំនិតសំខាន់ក្នុងការទាញកំណត់ក្នុងការកសាងអាគារសម័យពីដើមមកបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺមានកំណត់នឹងការបង្កើត concept ដើម្បីច្បាច់បញ្ចូលរវាងស្ថាបត្យកម្មរបស់ខ្មែរហើយនឹងជាមួយស្ថាបត្យកម្មផ្សេងៗដែលអាស្រ័យទៅលើអ្នករចនាចំណុចដែលបានសិក្សាទៅលើអាគារហ្នឹងគឺវាមានរចនាបថដែលបារាំងបែបបោះបារាំងហើយនឹងលាយជាមួយនឹងស្ថាបត្យកម្មខ្មែរទៅលើការពាក់ក្បាច់និងការប្រើប្រាស់គ្រឿងបង្គុំរបស់ខ្មែរយើងហើយអញ្ចឹងវាជាគំនិតមួយដែលធ្វើឲ្យយើង ទាំងព្រះសង្ឃលោកតាអាចារ្យក្នុងវត្តនិងនិស្សិតដែលចុះទៅសិក្សាសុទ្ធតែចង់ឲ្យអាជ្ញាធរក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈចុះទៅសិក្សាពីសំណង់អាគារនេះនិងអភិរក្សអាគារចាស់ៗក្នុងវត្តក្បាលកោះនេះឡើងវិញដើម្បីទុកឲ្យកូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយសិក្សានិងសម្រាប់តេទៀងទេសចរមកទស្សនាចំពោះស្មារតីគឺគិតថាបើសិនជាបងប្អូននិស្សិតគាត់បានទៅសិក្សាស្វែងយល់ហើយគាត់ជួយផ្សព្វផ្សាយពីអាគារនេះទៅកាន់បណ្ដាលប្រទេស
quạt bàn vô đăng tha à kia sầm nong bora à kia vì miền lệ cái nè khó khăn cho vay khác chấm pu sầm nong à kia bài mùa đơn phải chấm bòn miền này tha dương thơ sắc xa pi cùng nay tụm rồng vì hà ta ra chân áo sầm puan rồi bỏ kia nắng kia thôi là ông pi ấy khác dương tiếp thêm đôi chìm tiệc máy dương khơi tha tụm liêm tụm lốp này ca co sang tiệc máy dương vì miền trần tiệc máy dương vì miền bục hết đôi chìm rồng đau rồng đứng tiệc căng như thế này ra chân áo bọt bài bà tiệc máy hay ra chân áo bọt bài pi bò để tê hô cho máu cứ vì miền lạc cái nặng tôi bị khó khăn chẳng dương cua ta áp hiện tục sầm rạp sầm nong à kia mùi nết đầm bay hồi ôn có ôn chừng non cõi cọt bàn đằng thà à kia đấy cứ kia riệp chom kia thôi láng đầm bay ấy rồi hay sát tháp bảy cam nắng kia đau sầm khăn thà hạt ấy ban chia vuốt à rám chầm bạch co sáng nơi hào trai mùi nết nơi không vuốt anh nó gọi dựng thơ sắc xa xoay như loại đơn vị ở phục phết này sẽ thắp bởi cảm này. Lúc xô hôm có chọn bàn ca ở phía rẽ làng vinh đái bàn tay thôn thiên vót mình miền thạ vị ca cực cổ nụ tì. Sọng ngay như công bông tay miền ca có sang đâm ít trô trung nếu vô phải thua khám mai và ở bàn rung rương làng và ở bàn rừng mòm làng vinh và thổ để khôi hơi ai chuối bán trên ô ở tại ô lục ai chuối bán đâm ít ở khơi hà ព្រះសាសនារបស់ប្រទេសរាជនេះគង់វង្សបានដោយសារពុទ្ធបរិស័ទទាំង៤ពួកឥឡូវពុទ្ធបរិស័ទលោកមានប្រសាសន៍ថាអាចជួយបានត្រេកអសូមអគុណទៅបាទចង់ឲ្យបានងើបឡើងវិញដោយការទ្រទ្រង់ដូចគេជួសជុលនៅប្រាសាទអង្គរវត្តអញ្ចឹងបាទចង់ឲ្យមានសភាវៈដើមនឹងវិញបាទហើយបានល្អឡើងវិញហើយក៏ចាប់ផ្ដើមនឹងរោគប្រសងឬក៏រោគអីមកបាទ អមសិក្សារៀនសូត្រអីនៅកន្លែងនឹងទេលោកតាម៉ៅលីមបញ្ជាក់ថាកន្លងមកលោកធ្លាប់ចូលរួមប្រជុំជាមួយអាជ្ញាធរក៏ដូចជាក្រសួងធម្មការនិងសាសនាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការវិដំឡៃអំពីអគារនេះថាតើត្រូវវាចោលសាងសង់ថ្មីឬត្រូវទុកអភិរក្សបន្តតើតែមានការឯកភាពពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធចំនួន4ដូចជាក្រសួងធម្មការក្រសួងវប្បធម៌និងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត ដែលសាស្ត្រាចារ្យប្រវត្តិសាស្ត្រលោកសម្បូរមនារាបានឲ្យពិចារណាទៅលើអាយុកាលនៃអគារសិក្សាអំពីរចនាបថសាងសង់និងពិចារណាក្នុងទស្សនៈសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រវប្បធម៌និងសង្គមលោកយល់ថាមានអគារមួយចំនួនបុរាណមែនប៉ុន្តែវាក៏បង្កើតហានិភ័យដល់ជីវិតមនុស្សផងដែរយើងនឹកឡើងពីអគារដែលបានតាមពួតជាពីបុរាណមានអគារមួយចំនួនក៏ពិតមែនបុរាណមែនប៉ុន្តែវាបង្កើតហានិភ័យវាអាចធ្វើឲ្យមានការឆ្លាក់មនុស្ស ដោយសារតែរបស់នឹងការដែលសាងសង់នៅក្នុងសម័យកាលនេះតែយើងមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ដល់វិស័យជាបានត្រឹមត្រូវអានឹងអ្នកសិក្សាតែគិតគូរបើសិនជាយើងគិតថាវាជាវប្បធម៍វាជាចំណែកមួយវប្បធម៍គឺត្រូវខុសទុកគឺត្រូវរៀបចំឲ្យស្តង់ដារទុកមុននឹងគេបំបែកចោលអញ្ចឹងអ្នកសិក្សាទាំងឡាយអាចរៀនតាមឯងស្តង់ដារបានហើយគេមិនគួរណាទុកឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតទេចំណុចសំខាន់គឺតើយើងអាចគាំពារការពារពីឲ្យនៅលក្ខណៈដើមនឹងបានទេអត់
នេះគឺយើងត្រូវឲ្យតម្លៃទៅលើសច្ចភាពនិងសថាភាពនៃលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់វប្បធម៌ទាំងហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកជំនាន់ក្រោយនឹងអាចរៀនសូត្រអំពីអានិញសម្ភារៈទាំងហ្នឹងរបស់ទាំងហ្នឹងតាមរយៈនៃការសិក្សាឬគោលទៅ4របស់បានជាបាញ់បាញ់អញ្ចឹងគឺឬគោលដែលតកតងពីពេលវេលានៃការខាងផងឬគោលអំពីសុខវត្តភាពបច្ចុប្បន្នឬគោលនៃអានិញនៃលក្ខណៈនឹងអានិញថារដ្ឋភាពនៃការខាងផងហើយយើងមើលអំពីតម្លៃសម្រាប់វិស័យសំស្ងសងសំតែសម័យខ្មែរក្រហមទេអំតែជ្រាបទៅវាខូចវាពុកវាផុយយើងដឹងថារបបទាំងអស់សុខវត្តភាពទាំងអស់ក៏ល្អទាំងអស់សម្រាប់ពីសម័យការទាំងអស់ការប្រសាទដឹងទាំងអស់គឺយើងទៅគិតអញ្ចឹងហើយតែបើសុខវិញយើងមិនអាចទុកបានចាំបាច់វាយើងទៅសម្បត្តិចោលយើងត្រូវប្រខំទុកទៅប្រកបពីទុកទៅបន្តអំតែមានរឿងមួយដែលមានចំណែកវាគួរពិចារណាទុកកាត់ដោយសារតែមានគំនិតដូចខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងនាំនឹងទៅថាអត់អីក៏វាយចោលដែរអត់អីក៏អត់ត្រូវដែរអត់បានទេហើយបានសិក្សាទៅទៅចឹងឲ្យទទួលវប្បធម៌និងទទួលឯកទេសខាងសំណង់មើលទៅទៅចឹងមិនជាចង់បានដីនឹងសាងសង់ធ្វើអីមួយខុសពីលំនាំដើមនៃវប្បធម៌របស់ជាតិកើតអញ្ចឹងអ្នកសិក្សាចំណងកលបានអីទៅដូចខ្ញុំនិយាយទៅដែរថាបើជាងជាងមិនខុសនឹងទឹកចោលទេត្រូវតែយើងខកទុកមានផលទុកសូមមើលសំណង់នៃរបស់បារាំងនៅខេត្តកំពតក្តីនៅខេត្តបាត់ដំបងក្តី
tiên bỏ sở răng này sở máy năm bỏ con bỏ con nổi xoay chẳng này cái phương nâng rí tử vẹn bỏ sở răng nó bị xung phân như vậy bài dưới này bỏ răng sang sở áo nó bị xung phân vậy hay chứ mơ khứ chứ cái này nó cũng lấy tất con như thế này nè chẳng mến nên được tam bỏ sở răng chứ còn nâng cứ nâng có tích cái chiếc vi dương ai cho ta bán cho bị trang ông phi tạ thạ thiệp chạy sở đây được một chứ nâng ông phi bỏ sở cá nâng bỏ sở khó bỏ dương tam bỏ sở bán Lúc xô mập nè nông bị cửa xung vào bà thó nâng vị trật xa lập bạc miền bà xa thá, xâm nông đã xâm khăn miền ở dụ cao dũ, hỏi mình mẹn tại kia nữ tế, cư miền bà tiên cùng nụ phong đáy, đài cửa xung chạm bạch trời ca ca bì ạ phê rẽ. Bàn tay ca lùm bạc rô bọc cửa xung cư bánh hà bà chóm phân ách thạ vị cá, hỏi chùn cá lùm bánh hà cử nâng đồng bồ lạ kia chỉ đám, đài lúc bánh trẻ thá ca ạ phê rẽ trời châm nái thay cấp bù. ເພິ່ນຈັ່ງສະໜອງໃນສໍາຄັນຄັນມັນຈະນະຢູ່ກາຮອບສັບຊະນາມມັນນະບໍ່ຊະນາມຈັ່ງນັ້ນນະຖ້າເດຈອບຈຸມຫນ່ວຍນັ້ນເວເພິ່ນເຊີນຕິດນັ້ນຄືສັດຕາຈະປະຫະວິຊີນະຂອງນັ້ນມີພະຕຽງກົມນູຊິບໍ່ປອດສາດຈັ່ງນັ້ນບໍ່ອັນນັ້ນໄດ້ຈໍາບັດໄທກາປີຈະຕັດຕ່າງປະຫວັດສາດຈະສະຫຼະສໍາຄັນໃນຕັດໃດມະນຸດຈັ່ງນັ້ນໃຫ້ກາກະຮົບບູຊາຈັ່ງນັ້ນບໍ່ນັ້
bánh hà bà chôm này thả bánh cá. Chôm cá cử, bánh hà cử, bánh hà tùm bô, bánh hà cử tùm bạ trên kê bộ. Nâng á, hay cùng nô nâng còn là áp rẻ chút chô viên nó có thay đà ca nghe áp rẻ ca nghe thay ná. Nâng chân chấp chúc thì thay mùa nạ thịt thịt đó, phần nâng dân mưa chả đặc lạc nạ mưa phổ bọt xa nó mẹn sạp đó chắc chắc là áp rẻ nó nạ phần nâng. Hay áp rẻ ca nghe áp rẻ mình nhận chờn mồm mà dân nó phần. Ba. Chúng ta bỏ xâm chìa bảo vệ hiên nâng cực lãnh mòm hơi ấy lãnh mòm hơi ca chút chô mạnh ai tục. Bạn hà sử dụng thiết bán có dân kết cụ tàm nên là chúng tôi tàm cho đặc lẽ các bạn này xin mong tiết nắp bọn. Bạn xin là áp rẽ bán thì thời áp rẽ tùm hông bẹn mà xong bây cả đồ đồ bồ nâng đồ bồ muốn trọ ấy dân thời hồ thiết xa mẫu về cầm áo thương mấy giá kia nâng tầng thông mấy chế đồ dân nắp bọn. Nói như mình lại các bạn chạy tế dân càng chuộm được lại các bạn chạy tế dân mình lại chụp lý cực mục sinh nhà đó. Bà. Thật chạy có nè sở bạc co những cái nè còn bị sợi co thì đẹp cả người ở nắng hỏi thằng cá tạch tuổi những nó sơ được không yên hoặc thằng cá gì tới còn tuần sau những tuần sau còn